Xin chào các bạn, mình đang ở trạm dừng chân bò sữa Long Thành số 9 trên đường quốc lộ 51 đường về thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường đi La Ghi về thành phố Hồ Chí Minh, sẵn mình dừng lại đây mình nghỉ ngơi, mình đi vệ sinh rồi mình quay luôn. Giờ mình đi quay cho các bạn coi nha. Đây bán đồ ăn rất là bình dân nha. Đó. Có sườn chả, lạp xưởng, heo quay, cá kho. Đây là đồ ăn trưa cũng có và đồ ăn sáng cũng có. Ở đây khách đây rất là đông luôn á. Đặc sản Bình Phước. Đây là hạt điều 150.000 một hộp. Rất nhiều loại bánh trái ở đây. Tha hồ lựa chọn. Ngoài khu vực này là ở phía dưới cũng còn một khu vực bán đồ giống y như vậy, y chang vậy ở phía dưới nữa. Cua này nhiêu ký vậy chị? 400 ký. Còn bên đây đây là cua ngọt hả? Cua to quá trời á. Bốn trăm ký cũng đâu có mắc đâu. Cái này có trên Sài Gòn không chị? À,
Tưởng có trên Sài Gòn rồi, lúc nào ra mua giờ không? Không xe đồng thắng cao mai chạy ngang em không? Hả? Xe đồng thắng cao mai chạy ngang em không? Không biết. Tiếp rồi mất công đó. Nếu mà xe đi thẳng xuống dưới là có một khu vực khác cũng bán những đồ lưu niệm giống như siêu thị vậy đó, đủ thứ hết, cũng có sữa y chang vậy luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, nếu thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn, bye bye.